bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của SMAKE AUDIO. Và ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được giới thiệu đến quý vị và các bạn một chương trình giới thiệu và đánh giá sản phẩm của SMAKE AUDIO. Và chương trình ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được giới thiệu bộ dàn karaoke để nâng cấp cho cô Vân. Trước đây cô Vân đã lựa chọn cho mình một số các sản phẩm combo karaoke của SMAKE AUDIO, ví dụ như chiếc âm đi 203 đường đồng béo, một đôi loa Bose 301C3. Và ngày hôm nay cô Vân đã có nhu cầu nâng cấp để bộ dàn karaoke của cô có thể đạt được cái chất âm cũng như là hiệu suất, tính năng hiện đại nhất phù hợp với xu thế karaoke 2019 hiện nay. Và cho bộ dàn karaoke nâng cấp lần này thì chúng tôi hân hạnh được nâng cấp thêm cho cô Vân đó là một đôi loa B&B CS95C hàng bãi xịn đẹp trên 90%, loa zin đảm bảo hàng chính hãng. Và tiếp đến là một cục đẩy TD Acoustic L850 Pro chạy 32 sò, nguồn đồng có bù áp. Và tiếp theo đó là một bộ mic pro không dây SMAKE MK18. Hẳn là quý vị và các bạn thắc mắc tại sao chúng tôi không ghép đối chiếc vang vào cho bộ dàn karaoke của cô Vân. Thì thực tế ra cô Vân đã có sử dụng một chiếc pin sang vua 203 đồ đồng béo bãi xịn, nên chúng tôi đã tận dụng và để nguyên lấy cái echo của phần echo của 203 là đủ béo để kết hợp với bộ dàn karaoke này. Vâng, và xin mời quý vị và các bạn cùng theo chúng tôi đến lắp đặt cũng như là trải nghiệm bộ dàn karaoke của cô Vân có địa chỉ tại tổ dân phố Chèn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi xem. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.